gọi là tứ hoàng, nghĩ về cây đã thành tựu. Kế đến là thất bảo, những đóa hoa sen nổi trên ở tám mặt hồ ở tịnh thổ là vì tám công đức thủy tưởng, gọi là ngũ hoàng. Trong thế giới bảo vật quốc thổ đó có 500 ức bảo lầu, trong những các lầu đó vô số chư thiên làm ra những thiên lạc, lại có nhạc khí réo rắt khắp phương như chuông thiên bảo không đánh mà kêu. Những người này nghe nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, gọi là khổng quan tượng, là đệ lục quan. Gặp được những người này sẽ tiêu trừ được cái nghiệp ác sâu nặng vô lượng đó. Sau khi mạng tuyệt, nhất định chuyển sanh tới cái thế giới cực lạc. A Nan, Di Đề Hy, hãy phân biệt thuyết giải những phương pháp để diệt trừ khổ não. Tới lúc cần thiết hãy thuyết giảng các phương pháp khác nhau cho chúng sanh. Cơ hồ như để hưởng ứng lại lời nói của Thế Tôn, trên không đột nhiên xuất hiện hình dáng của A Di Đà Phật. A Di Đà Như Lai cùng hai vị đạo sĩ Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đã phát ra những ánh sáng sáng lạng soi rọi khắp cả bầu trời. Thế Tôn, A Di Đà Phật, Thế Tôn, hôm nay con đã nhờ Phật lực có thể nhìn thấy vô lượng thọ Phật và hai vị Bồ Tát. Chúng sanh đời sau làm thế nào để được nhìn thấy vô lượng thọ Phật và hai vị Bồ Tát? Di Đề Hy, người muốn nhìn thấy Phật thì hãy tưởng niệm tới thất bảo ở đất đó, liên tưởng tới hoa sen. Mỗi một cánh hoa sen sanh ra một bảo vật mới. Đây là hoa tọa tưởng, gọi là thất quan. Phật là vượt qua khỏi hình tượng. Khi mọi người nghĩ tới Phật thì Phật sẽ hiện trong lòng mọi người. A Nan à. Dạ. A Di Đà Phật thân là vô lượng thọ Phật, như 10,000 vạn ức ngày đêm tỏa ra ánh sáng hoàng kim. Phật thân cao 60 vạn ức là do các hằng hà đã tạo thành. Ở giữa hai hàng mi, ngũ quan ngay thẳng như là đỉnh núi Tu Di. Mắt Phật như là 4 biển lớn, thanh bạch phân minh. Lỗ chân lông trên người Phật đã phát ra ánh sáng như núi Tu Di. Ánh mắt của Phật giống như 10,000 ức 3,000 đại thiên thế giới. Trong ánh mắt đó lại có hằng hà hạt cát từ bạch vạn ức đã hóa thành Phật. Nhất nhất hóa Phật có rất nhiều vô số Bồ Tát để làm kẻ hầu. Vô lượng thọ Phật có 8,000,000 tướng. Trong mỗi tùy hình đều có 8,000,000 ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng phản chiếu thập phương thế giới. Chúng sanh niệm Phật không nỡ dứt bỏ. Không biết từ lúc nào, những cung nữ đã đứng ở ngoài cửa để lắng nghe lời giảng dạy. Thế Tôn là giảng thuyết tới cụ phẩm của tịnh thủ và cũng là 9 tầng giai cấp. Trước tiên là thượng phẩm. Thượng phẩm phân làm thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Ba hạng người này đều tin vào Phật giáo và khẩn cầu được chuyển sanh tới tịnh thủ. Tiếp đến là trung phẩm thượng sanh và trung phẩm trung sanh. Đây là những người tôn trọng giới luật, hy vọng được chuyển sanh tới tịnh thủ. Xuống nữa là trung phẩm hạ sanh. Đây là những người đang làm việc thiện ở thế gian. Cuối cùng là hạ phẩm hạ sanh. Đây là những người chuyên làm những việc ác nghiệp, không biết xấu hổ. Thế Tôn đã đặc biệt nhấn mạnh ở đây, những người hạ phẩm hạ sanh, tịnh thủ cũng sẽ vì họ mà mở rộng cánh cửa. Những người ở hạ phẩm hạ sanh, trước khi lâm chung,
có thể sẽ chịu nhiều đau khổ không thể niệm Phật, vì đã được ứng cáo nếu như không thể niệm được Phật pháp thì có thể sinh vô lượng thọ Phật. Nếu mà có tâm này sẽ khiến âm thanh bất tuyệt, làm tồn thập niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy cứ niệm trong lòng thì sẽ giải trừ cái nạn kiếp sanh tử 80 ức. Sau khi mệnh chung sẽ thấy hoa sen vàng đã có người ở trước. Nếu như được ý niệm này thì sẽ được giảng sanh thế giới cực lạc. Ở trong hoa sen khi đủ 12 đại kiếp, hoa sen sẽ nở. Thế Tôn nói tới đây, Di Đề Hy trong lòng vui mừng, không còn than thở, đột nhiên giác ngộ. 500 thị nữ đã phát ra A Đà La Tam Bồ Đề tâm, mong giảng sanh tịnh thổ. Ghi nhớ lời của Thế Tôn đều được giảng sanh. Thế Tôn, thuyết pháp này quá quý giá đi. A Nan à, thuyết pháp ta nói khi nãy, cái điểm cao quý nhất là chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có thể từ trong tội ác lâu dài tìm được giải thoát. Những người bên trong thường hay niệm, không phải chỉ trên lời nói. Nếu như lúc này có người niệm Phật, thành tâm thành ý mà niệm Phật, vậy người đó chính là tôn giả trân quý mà hoa sen trắng đã tán thưởng. A Nan à, đoạn pháp này ngươi phải ghi nhớ ở trong lòng, để vì đại chúng mà thuyết cái pháp này, và còn phải nên tin tưởng vào đại lượng của vô lượng thọ Phật, niệm lên Phật hiệu. Con nhất định chiếu theo lời ngài căn dặn mà đi làm. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Trong lúc này, Đề Bà Đạt Đa đã dẫn theo rất nhiều đệ tử mới đang dương dương tự đắc trở về thành Dương Xá. Quốc Dương, tiếng nhạc này là giọng nói của phụ nữ. Thực ra là mẫu thân đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân, đây là chuyện gì? Mẫu thân. Bà ta coi như không có thai vậy. Cầm miệng. Còn không chịu cầm miệng lại nữa. Cầm miệng. Di Đề Hy và đám cung nữ chỉ chú tâm để lo tụng niệm Phật hiệu. Cách đây khoảng 2500 năm, ở trong cung điện của thành Dương Xá, thủ đô Ma Kiệt Đà quốc của Ấn Độ, thái tử A Xà Thế đã bị sự dụ dỗ của Đề Bà Đạt Đa, đã đem nhốt phụ thân là Tần Bà Sa La tự mình lên làm hoàng đế. Cả Dương Phi Di Đề Hy chỉ đem thức ăn vào cho đức vua cũng đã bị giam ở trong phòng. Nhưng mà Di Đề Hy nghe được thuyết pháp của Thế Tôn, nội tâm đã được giải cứu. Những người đàn bà trong cung điện cũng một lòng niệm Phật. Vua A Xà Thế lúc này mới giác ngộ được, dù có dạy dò mẹ của mình cũng là vô ích. Câu chuyện Phật giáo vua A Xà Thế. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa đã có được không ít đệ tử, nên hắn dương dương tự đắc. Hắn đã đến Trúc Lâm Tịnh Xá, nơi mà Thế Tôn đang ở. Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa đã tới. Ta đã biết rồi. Ta đã biết hắn muốn dương oai lực lượng của hắn với ta.
Đã lâu không gặp Thế Tôn. Nhưng mà nhiều lần trong lúc khất thực ta đã nhìn thấy ngài, còn ngài thì lại lẩn tránh bỏ đi. Xin hỏi nguyên do là tại sao vậy hả? Không lẽ nói thẳng ra là ngài sợ ta? Dĩ nhiên ta không phải sợ. Ta chỉ là muốn tránh những lời dị ngôn vô ích. Lời dị ngôn vô ích? Các người đã được sự cung dưỡng trọng hậu của vua A Xà Thế, trong lòng nổi lên kiêu ngạo, đã mất đi lòng thanh tịnh để cầu đạo. Với loại người ngu ngốc này, có nói gì cũng là vô dụng. Thật là tức cười quá. Được người cung dưỡng để phát huy lực lượng có gì là không đúng? Có được lực lượng thì tu hành mới có tiến triển. Nếu như không thì làm sao có thể giải cứu được chúng sanh? Phải làm sao mà có thể quảng bá được giáo pháp? Nếu tiếp theo tình trạng trước mắt, Thế Tôn, thuyết pháp trần quỷ nhất của ngài rồi sẽ gặp cản trở, sẽ bị chấm dứt ở đây. Thế Tôn, ngài cũng đã già rồi. Ta thấy ông hãy ở bên cạnh tìm một miếng đất để mà dưỡng lão, để hưởng thụ cảnh giới cô độc đi. Hả? Theo ta thấy, sẽ không bao lâu nữa sẽ do ta thế ngài thuyết pháp giảng đạo. Hả? Hắn nói tao cả. Đề Bà Đạt Đa, bây giờ cho dù là Xá Lợi Phật và Mục Liên cũng đều không thể thay thế ta. Sao lại có thể tới phiên loại người dựa vào sức để ăn hiếp người như người? Ta ngay cả một đệ tử đều không thể yên tâm để giao cho người. Người hãy rời khỏi đây. Đề Bà Đạt Đa đã bị Thế Tôn trách mắng, từ đó mang hận ở trong lòng, cuối cùng đã ra đi với một quyết tâm rất là đáng sợ. Ta nhất định phải giết chết Thế Tôn. Quốc Dương, hy vọng ngài có thể cho ta mượn những binh sĩ hùng mạnh nhất. Quốc Dương vì nghe thầy kể sách của ta, giam lỏng vua cha mới được dương vị ngày nay. Xin ngài đừng có quên cái việc này. Đương nhiên ta còn nhớ, cứ chiếu theo lời những người làm đi. Ngươi đi trước, hãy lập đại công mà trở về. Dạ. Nếu như hắn trở về, lập tức giết chết ngay. Dạ. Ra đây. Nếu như bọn nó trở về thì lập tức giết chết ngay. Dạ. Đợi cho bọn chúng trở về, ta sẽ kêu Quốc Dương giết sạch hết bọn họ. Như vậy sẽ không còn ai biết được việc này. Này bằng hữu, ta đang đợi ngươi đây. Xin tha thứ cho con ạ. Khi nãy con định mới giết ngài đó, con đã sai. Xin tha cho con ạ. Xin ngài tha cho con. Xin tha thứ, con đã sai rồi. Ngươi thật ra đã làm sai rồi, nhưng có thể sám hối là đủ rồi. Ta có thể giải cứu vị lai của người. Ta cũng đã đợi các ngươi lâu rồi. Tất cả hãy ra đây đi, đừng có sợ. Hãy ra đây đi. Nghe được những lời nói tràn đầy nhân ái của Thế Tôn,
tất cả binh sĩ đều hối hận xin tội, trở thành những đệ tử trung thành của Thế Tôn. Lúc này ở trong cung điện, trong căn phòng của Dương Phi, đứa con của vua A Xà Thế chỉ vì ngón tay bị lầm mũ đau tới nỗi khóc không ngừng. Vua A Xà Thế đã ôm lấy đứa bé và tự mình đã dùng miệng để hút ra mũ trong ngón tay. Đang chú mục nhìn cảnh tượng đó là mẫu thân của quốc vương Di Đề Hy. Ta đã nhớ rồi. Mẫu thân, thì ra mẹ ở đây à? Mẹ đã nhớ ra rồi. Mẹ đã nhớ chuyện gì vậy? Mẹ nhớ ra được lúc con còn nhỏ như vậy, bởi vì ngón tay của con bị làm mũ, đau tới khóc mãi không ngừng. Phụ hoàng của con cũng giống như là con bây giờ vậy, đã bồng con vào trong mình, dùng miệng mà hút mũ ra. Điều duy nhất không có giống con, đó là ông ta sợ con trông thấy máu sẽ hoảng sợ, cho nên ông ta không có phun mũ ra ngoài, mà ngược lại đã nuốt mũ vào trong bụng. Hả? Cái gì? Bây giờ con yêu thương tiểu hoàng tử như vậy, mẹ tin rằng bây giờ con cũng có thể hiểu được tấm lòng của phụ vương con. Cha của con cũng yêu thương con như vậy, đã cực khổ để nuôi con khôn lớn. Phụ thân, phụ thân. Phụ thân. Quân lính có đây không? Lính đâu? Hãy thả phụ thân ta từ trong ngục ra đây. Ai cũng được. Người nào cứu sống được quốc vương, ta chia cho hắn nửa lãnh thổ. Có nghe hay không? Dạ. Hả? Nhưng mà lúc đám lính mở được cửa ngục thì chỉ nhìn thấy thân xác của tần bà Sa La. Quá muộn rồi, ta nên nhân lúc ông ta còn sống mà thả ông ta ra ngoài. Phụ thân của con đã nghe được lời thuyết pháp của Thế Tôn, có thể sẽ khiến ông ta lên được Tây Thiên. Quốc vương, xin mời ngài qua bên này. Ngài cần gì phải đau lòng chứ? Phụ hoàng của ngài nếu như còn sống, nhất định sẽ trở thành cái chướng ngại lên ngôi của ngài đó. Chỉ có như vậy, vương vị mới có thể ngồi vững được. Nhưng mà việc mà tôi quan tâm còn chưa có giải quyết được. Những binh sĩ lần trước chúng ta đã phái đi đều bị thất bại hết rồi. Lần này nhất định phải cho ta mượn những binh sĩ giỏi hơn nữa. Ngài có nghe ta nói gì không, quốc vương? Ngươi đi ra. Cái gì? Cũng là bởi tại người đã khiến ta làm ra những việc không thể nào cứu vãn được. Những việc này đều là lỗi của người. Ta không muốn nhìn thấy người nữa. Đây chính là những lời mà ngài phải nói với ta hay sao? Ngài đã quên đại ân của ta đối với ngài rồi à? Cấm miệng. Ngươi nghe kỹ cho ta. Bắt đầu từ hôm nay, ta dứt hẳn mọi sự cung giữ với ngươi, không cho phép ngươi được bước chân vào cung điện một bước. Ngươi không thể thiếu ta được đâu. Cấm miệng. Bây giờ đi ngay. Lập tức đi ngay. Được, ta không cần mượn sức của ngươi. Tất cả ta sẽ tự mình đi làm. Và như vậy, Đề Bà Đạt Đa đã đem theo đệ tử rời khỏi thành Dương Xá. Mặt khác, vua A Xà Thế đã bị lương tâm trách mắng. Bắt đầu từ hôm đó đã bị một cơn bệnh nặng. Toàn thân của ông nổi đầy những hạt mụn đẫm máu và còn có mùi hôi. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám tới gần. Chăm sóc cho ông ta chỉ có mẫu thân là Di Đề Hy. Các đại thần bị bắt buộc chỉ đành đứng xa A Xà Thế để cổ lực cho ông ta.
Quốc Dương à, ngài cảm thấy thế nào rồi? Ta sắp chết rồi, đây là báo ứng. Ta sẽ bị đi vào địa ngục. Cho dù là một thầy thuốc giỏi như thế nào cũng không thể trị được cho ta đâu. Ta không còn cơ hội nữa. Quốc Dương, sao ngài lại nói những chuyện xui xẻo như vậy? Đang tốt lành vậy sao lại nói tới cái chết chứ? Địa ngục chỉ là do người tưởng tượng thôi, thực ra không có ai được chính mắt thấy. Nói cũng phải. Quốc Dương à, thần biết có một vị tu hành thần thông quảng đại, để thần mời ông ta tới khám bệnh cho ngài, ngài thấy thế nào? Chúng ta đều biết Quốc Dương có quyền lực làm bất cứ điều gì, cho dù là giết cha thì cũng vẫn không có tội. Đây là tự cổ chí kim, một quyền lợi mà Quốc Dương đã có. Thần biết có một vị tu hành có thần lực phi thường, thần mời hắn lại khám bệnh cho ngài, có lẽ ông ta sẽ có biện pháp. Địa trong địa ngục có ý nghĩa sanh mạng, ngục cũng có nghĩa là cực và dài. Nếu như mà hợp lại á, địa ngục cũng có nghĩa là sanh mạng lâu dài à. Quốc Dương nên cảm thấy là an ủi mới đúng đó. Thần có một vị bằng hữu sa môn rất là lợi hại, thần sẽ lập tức mời ông ta tới đây để coi bệnh cho ngài, ngài nhất định sẽ khỏi bệnh. Nói thực ra phụ hoàng của ngài đã quá coi trọng Thế Tôn và các đệ tử mà lại xa rời các vị tu hành khác. Cái chết của Quốc Dương có lẽ sẽ giải trừ được sự bất bình của mọi người. Đổi một câu nói cũng có chỗ lợi ích. Nghe các người nói như vậy, ta cảm thấy trong người được nhẹ nhàng một chút. Vậy thì hãy mời vị tu hành xuất danh là Câu Lâu Thi Đà tới trị bệnh cho ngài. Sáu vị đại thần đề nghị đều là sáu vị sư ngoại đạo, toàn là những người tu hành phẩm chất cực cao trong thời bấy giờ. Vua A Xà Thế tuy rằng có siêu lòng nhưng vẫn không chịu mời bất cứ người nào tới. Người thứ bảy đến thăm đó là y sư Triệu Bà. Triệu Bà cũng là thân thuộc của A Xà Thế, lúc còn trẻ cũng là một y sư có danh tiếng. Những lời các đại thần nói cũng chỉ là một sự an ủi nhất thời để lừa gạt ngài, đừng có để bị mê hoặc. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Có lẽ như vậy cũng không sai. Nhưng mà Quốc Dương, thực sự ngài đã phạm một đại tội. Việc này là việc không nên làm. Cho dù trốn tránh thế nào, tội vẫn là tội, không có thể tiêu tan. Ngài có biết không? Quả nhiên ta đã hết cứu. Vẫn còn cứu được. Hả? Quốc Dương, bây giờ ngài bị trọng bệnh, hoàn toàn đều là vì do nỗi nhất tâm của ngài đang quở trách chính mình, hối hận và ăn năn mà làm ra. Cho nên ngài vẫn còn cứu được. Ta vẫn còn cứu được à? Đúng vậy. Thế Tôn ngài đã từng nói, có hai con bạch hổ đang giải cứu người, một là xám, cái còn lại là hối. Xám có nghĩa là trong nội tâm đã tự mình biết xấu hổ, không có làm việc ác. Còn về hối là biểu hiện bên ngoài, khiến người không có làm việc ác. Chỉ tới lúc hai thứ này nhập lại thì người mới có thể trở thành một người vẹn toàn. Cho nên bất luận đã phạm tội gì, chỉ cần có tấm lòng sám hối thì con đường giải cứu nhất định sẽ mở rộng. Những lời ngươi nói khi nãy là những lời của Thế Tôn nói hay sao? Không sai. Quốc Dương, ngài đã thiều thào nói bất cứ danh y tu hành nào cũng không có thể trị lành được cho ngài. Nhưng mà theo như thần thấy, Thế Tôn là người duy nhất có thể trị lành cho ngài. Cho nên Quốc Dương, xin ngài hãy lập tức đi thăm viếng Thế Tôn. Nhưng mà ta đã mượn binh lính của Đề Bà Đạt Đa để hắn đi giết Thế Tôn. Bây giờ ta không còn mặt mũi đi gặp ngài. Ta thấy ta không còn hy vọng gì. Ta thấy ta quá xấu hổ đi. Đừng có do dự. Hả? Là người nào? Hãy làm theo lời của Triều Bà đi. Ngươi là ai? Phụ thân Quốc Dương ngài đang ở đâu? Này con, bây giờ hãy đi tìm Thế Tôn đi. Hả? Hả? Quốc Dương, Quốc Dương, ngài hãy trấn tĩnh lại. Quốc Dương, hãy trấn tĩnh lại đi. Quốc Dương, Quốc Dương à, ngài hãy trấn tĩnh lại đi. Trong cánh rừng ở bên ngoài thành Dương Xá, Thế Tôn đã biết hết mọi việc. Nhất định phải giải cứu vua A Xà Thế.
Trước lúc đó ta không thể chết, không thể nhập vào Niết Bàn. Vì vị quốc vương đó ta cần phải sống lâu hơn nữa. Bên trong cung điện, vua A Xà Thế lúc này đã gần bị tắt thở. Bây giờ Thế Tôn tập trung tinh thần lại, đã thâm nhập vào hành trình Nguyệt Ái Tam Muội. Nguyệt Ái Tam Muội cũng giống như là ánh trăng hiền hòa chiếu sáng khắp nơi, không phân biệt thân phận giàu nghèo, chức nghiệp. Lòng từ bi của Phật đã rất công bằng để bao che hết mọi người. Ta là thế nào? Thực ra ta là thế nào? Quốc vương, sức khỏe của ngài đã hoàn toàn bình phục rồi, ngài đừng lo lắng nữa. Vậy ngươi có biết ánh sáng đó từ đâu tới hay không vậy? Là do Thế Tôn đã đưa tới. Chính là nhờ sự trị liệu của ánh sáng đó mà bệnh của quốc vương đã khôi phục. Thì ra là vậy. Tất cả nghe đây, khi trời sáng sẽ xuất phát đi bái kiến Thế Tôn. Triệu Bà, ngươi cũng qua đi. Đón tiếp vua A Xà Thế chính là Thế Tôn, vì A Xà Thế mà thuyết pháp. Bản thân người có tội, phụ hoàng người có tội, nhưng mà phụ hoàng người đã sám hối rồi, cho nên ông ta không bị lột vào địa ngục và còn được cứu. Bây giờ ngươi đã sám hối bừng tỉnh trở lại, ở với hoàn cảnh như vậy, sao lại không có đạo lý để được cứu chứ? Nghe tới đây, vua A Xà Thế vui mừng tới bật khóc. Cách đây không lâu, Thế Tôn đã trị được quái bệnh để giải cứu thân xác của vua A Xà Thế, lần này giải cứu cả tâm hồn của quốc vương. Đề Bạt Đạt Đa, đại sư quốc vương đã bỏ rơi chúng ta rồi à, hướng về Thế Tôn bây giờ phải làm sao? Đại sự đã hỏng, sau này chúng ta phải làm sao đây? Yên tâm, quốc vương nhất định sẽ trở về bên cạnh của ta. Đệ tử của Thích Ca sẽ có ngày quy phục ta. Các người cứ đợi mà coi. Có thiệt không? Có thiệt không? Các người hãy yên tâm đi. Thế Tôn sẽ đi ngang qua đây, đừng để cho thất bại, có biết không? Chỉ được thành công mà thôi. Đừng có thô bạo, đừng quên đi bản chất ôn nhu của mình. Âm mưu giết chết Thế Tôn của Đề Bà Đạt Đa lại bị thất bại. Các người đã nhìn thấy lực lượng của Thế Tôn được chưa?
Các người nhìn thấy rồi chứ hả? Phải làm sao đây? Làm sao đây hả? Lại rồi. Thật là ồn ào. Đã xảy ra chuyện gì? Có người nói thần thông của ngài không bằng Thế Tôn. Bọn họ nói muốn đi làm đệ tử của Thế Tôn. Ngài nói vậy có phải làm sao đây hả? Sư phụ, chúng ta địch không lại bọn họ. Bây giờ phải làm sao đây? Đáng ghét. Thế Tôn chẳng qua cũng chỉ là người thôi. Thân thể của ông ta bị thương cũng sẽ bị chảy máu, bị đá đè lên cũng sẽ bị thịt già nát tan. Sự việc này hôm nay ta nhất định sẽ để cho các người đứt mắt nhìn thấy. Thế Tôn, lần này ta nhất định muốn người phải chết. Thằng đá sắp rơi xuống rồi, mau núp đi. Thế Tôn phải cẩn thận. Các người yên tâm. Thế Tôn, chân của ngài. Triệu Ba. Dạ. Thế nào Thế Tôn, có đau hay không? Không. Dù là bất cứ việc gì cũng không thể hại được ta đâu. Đi bà đặt đó. Các người đã nhìn thấy rõ rồi chưa? Sao lại như vậy? Các người hãy nhìn coi, chân của Thế Tôn đã bị đá đập trúng và đã bị chảy máu rồi. Cho nên dù thế nào đi nữa, Thế Tôn ông ta cũng chỉ là người mà thôi, không cần phải sợ ông ta. Ngừng tay. Thế Tôn, hắn đã ba lần muốn lấy mạng của ngài đó. Quốc Dương, hãy thu kiếm về đi. Những oán hận ác độc nào cũng không thể làm hại được ta đâu. Đề Bà Đạt Ma, người đích thật đã làm việc ác, nhưng mà ngươi càng làm nhiều việc ác lại càng củng cố hiệu quả thuyết pháp của ta, và pháp do ta truyền sẽ giải cứu được thêm nhiều người. Vì bọn họ mà mở ra con đường được giải cứu. Chỉ dựa vào việc này cũng đã giảm bớt được tội của ngươi rồi. Các ngươi đều không được ra tay, có biết không? Hả? Một người vĩ đại vậy, mới thực sự là sư phụ của chúng ta đó. Sư phụ! Sư phụ! Các người muốn đi đâu? Sư phụ! Các người đi đâu? Đứng lại! Vậy đứng lại. Sư phụ ta đang ở đây, hãy trở về với ta.
Thật là khả ố. Không lẽ như vậy ta đã hết rồi sao? Ta không thể thua như vậy. Ta quyết không thể thua. Các người hãy chờ mà coi. Chờ coi. Đề Bà Đạt Đa sau đó vẫn không nản lòng, vẫn còn muốn giết chết Thế Tôn, cho nên cuối cùng phải lọt vào địa ngục. Còn Du A Xà Thế cũng giống như là Tần Bà Sa La, đã thường nghe lời thuyết pháp của Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn lên Niết Bàn, tiếp tục bảo vệ Phật giáo, giúp đỡ Phật giáo. Bất luận là người hiền hay là người xấu, bất luận là thông minh hay là ngu xuẩn, hãy giải cứu mọi người một cách bình đẳng. Đó là nguyện vọng lớn nhất của A Di Đà Phật. Vì lấy đại nguyện này lấy làm căn bản, thúc đẩy hành động của chúng tôi để đạt thành một xã hội mà mọi người đều bình đẳng. Nếu như ngay nhất thời Thế Tôn đã ở thành Dương Xá trên núi Linh Thú, đang ngồi cùng với rất nhiều đệ tử, đệ tử thứ nhất là A Nan đã cúi đầu hỏi Thế Tôn như vậy: Thế Tôn, con cảm thấy hôm nay ngài trông rất là thanh thản và rực rỡ. Con nghĩ nguyên do là vì ngài đã giao du được với lại tâm linh của các chư Phật đó, có phải hay không, Thế Tôn? Con hỏi thật hay, A Nan. Câu hỏi của con cũng là cái mà chúng sanh đau khổ, một lòng đều muốn đưa tay ra mà giữ được. Do đó chư Phật mới ra đời, cũng chính là bởi muốn đem lại hạnh phúc thật sự cho chúng sanh. A Nan, hôm nay ta sẽ thuyết pháp cái căn do của chư Phật cho cô nghe, con hãy lắng nghe cho kỹ nha. Dạ, vậy đệ tử xin rửa tay đi nghe. Phật điển Vật Ngôn, Đại Nguyện Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh. Nghe nói ở vào thuở xa xưa đã xuất hiện một vị được gọi là Như Lai Tịnh Quang, đã hướng dẫn rất là nhiều người. Sau đó lại xuất hiện một vị Phật tên là Quan Âm, sau đó là Nguyệt Quang, Diên Đàn Quang, Thiện Chí Quang, Tu Di Thiên Quang, Tu Di Đạo Lữ, Nguyệt Đức Chánh Niệm, Lê Câu và Phật Vô Ác lần lượt xuất thế dẫn dắt chúng sanh. Vị Phật cuối cùng xuất hiện được gọi là Thế Tự Tại Dương Phật. Ngài là một vị Phật có cao đức vô lượng. Khi đó có một vị quốc vương gặp được Ngài, nghe được thuyết pháp của Thế Tự Tại Dương Phật, lấy làm cảm động đã bỏ lại quốc gia, dương vị để xuất gia, lấy pháp hiệu là Pháp Tạng. Trí tuệ của Pháp Tạng rất siêu phàm, ý chí lại cố định, là một nhân vật vĩ đại vượt qua hẳn người phàm. Pháp Tạng Bồ Tát đã trân trọng làm lễ bái với Phật Thế Tự Tại Dương. Sau khi hát xong bài ca ca ngợi Đức Phật, ông ta đã thỉnh cầu như vậy: Con thành tâm thành ý muốn đạt được sự ngộ đạo chính xác, con xin Ngài hãy vì con mà thuyết pháp một cách tường tận. Con muốn dùng pháp làm căn bản để mà tu hành, để sáng lập một tịnh thổ cao nhất, để mà thành Phật mới có thể giải trừ phiền não của chúng sanh. Người muốn sáng lập cảnh thổ tu hành như thế nào?
bản thân của người nhất định phải nên biết rõ ràng. Tịnh thổ phải rộng nhưng sâu. Cái này đã vượt qua khỏi năng lực hiểu biết của con. Gian xin ngài, xin ngài hãy tường tận nói cho con biết tịnh thổ thực sự của chư Phật. Con đây rất thành tâm muốn biết. Thì ra là vậy. Dụng tâm của con thật đáng quý lắm, người thường không dễ gì có được. Pháp Tàng à? Dạ. Cho dù là biển cả mênh mông, nhưng nếu cứ dùng cái thùng để không ngừng múc nước, sẽ có một ngày nước biển sẽ bị cạn đi thôi. Nếu như người có thể kiên trì, tấm lòng này chuyên tâm tu hành, không được bỏ rơi, sẽ có một ngày nhất định đạt được mục đích. Con nhất định chiếu theo lời của ngài để mà làm, ngài hãy yên tâm. Hả? Lúc này Phật Thế Tự tại dương đã vì Pháp Tạng Bồ Tát mà phô trương tinh thổ rộng lớn 210 ức của các chư Phật và những người đang sinh hoạt cư ngụ trong quốc gia đó, và còn lại tùy theo ý của Phật Pháp Tạng để ông ta chính mắt nhìn thấy tất cả mọi việc. Sau đó tâm của